hơn 5.000 vận động viên của các tỉnh thành và tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại thành phố Đà Lạt để tham gia sự kiện Đà Lạt Music Night Run do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với thành phố Đà Lạt tổ chức trong không khí đầy hào hứng của các vận động viên chuyên và không chuyên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Một không khí sôi động với nhiều khuôn mặt đầy hào hứng khác với các sự kiện chạy marathon truyền thống. Đà Lạt Music Night Run mang đến một trải nghiệm thể thao đầy mới mẻ. Không chỉ là cuộc đua, sự kiện còn đưa các vận động viên hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động tại các điểm dừng chân quanh Hồ Xuân Hương. Du khách và vận động viên có thể thư giãn hòa mình vào không khí âm nhạc sôi nổi để tăng thêm phần hứng khởi trong suốt hành trình. Đặc biệt hơn, các khu vực dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động vui chơi đã tạo nên một không gian thể thao và giải trí rất thú vị, thu hút cả những vận động viên nhỏ tuổi tham gia. Điều này không chỉ góp phần tăng tinh thần thể thao mà còn giúp các em thiếu nhi hình thành lối sống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Năm trước thì bọn em cũng đã tham gia và cảm thấy rất là thú vị, rất là thu hút, cho nên là năm nay hai mẹ con tiếp tục tham gia. Không khí bây giờ rất là sôi động và cũng may là hôm nay trời đột nhiên không có mưa, khí hậu rất là tốt, cho nên là hai mẹ con cảm thấy rất là vui. Con cũng đã tham gia rồi, con cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia, bởi vì là rất là thích những cái môn thể thao như chạy. Mình rất thích cái không khí cái ngày run ngày hôm nay, tại vì nó mang cho mình rất là nhiều điều tích cực, và đặc biệt là ngày hôm nay là mình tham gia giải chạy này cùng với gia đình của mình, vừa du lịch và vừa tham gia giải chạy. Với 3 cự ly chạy 21 km, 10 km và 5 km, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 14 quốc gia khác nhau trên thế giới, với 20 vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên quốc gia và những người truyền cảm hứng chạy bộ. Sự kiện Đà Lạt Music Night Run không chỉ là một hoạt động thể thao hấp dẫn, mà còn là một cách thức mới để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt. Giữa không gian yên bình và mát mẻ của thành phố sương mù, âm nhạc ánh sáng và những vận động viên với tinh thần thể thao sôi nổi đã tạo nên một bức tranh ấn tượng, khơi gợi niềm đam mê và hứng khởi cho du khách tham gia sự kiện. Ngay từ đầu xác định rằng là mùa 3 là một cái mùa bản lề để chúng tôi có thể đẩy cái giải của chúng ta lên một cái tầm cao mới, thì chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị cách đây nửa năm với cái sự hợp tác của Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cộng với lại là Ủy ban dân thành phố Đà Lạt, thì chúng tôi đã lên các cái phương án về an ninh, về y tế, phương án về truyền thông và quảng bá, và đặc biệt là chúng tôi làm rất kỹ về các cái phương án an toàn. Trong không khí hào hứng và tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết, Đà Lạt Music Night Run đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các vận động viên và người dân địa phương. Mỗi vận động viên hoàn thành cự ly chạy của mình đều nhận được một huy chương, có thể là thành tích cao hay đơn giản là hoàn thành đường chạy. Nhưng trên hết là tinh thần phấn khởi, năng lượng tích cực mà giải chạy đã mang đến cho các vận động viên và du khách. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực về sức khỏe, tình yêu thể thao và lối sống lành mạnh đến với cộng đồng.